Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình Tôi Tự Làm, kênh Trước Gia Sale Inspiration tại Việt Nam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món da u xoài. Kem da u xoài rất là thơm ngon. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem nguyên liệu là gì nhé. Và chúng ta làm món kem độc đáo này để chúng ta ăn rất là thơm ngon và mát lạnh đó các bạn. Nguyên liệu cũng rất là dễ tìm. Chúng ta cần một ít xoài cắt lát, một trái xoài và một ít nước ép xoài. Nếu mà các bạn nào thích chua thì chúng ta cũng có thể thay bằng nước ép dứa. Một ít sữa dừa và một hộp yogurt. Và một ít đường. Và bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Mình bỏ xoài vào trong nước ép xoài. Và sau đó mình dùng máy để đánh cái hỗn hợp này. Và sau đó đánh xong rồi mình dùng cái ke màu xanh. Ke màu xanh mình bỏ đường vào. Trong này có sẵn sữa dừa rồi. Và mình lấy cái hộp yogurt mình bỏ vào. Và sau đó thì mình cũng đánh nhuyễn cái hỗn hợp này lên. Và bây giờ sau khi đã đánh nhuyễn hai hỗn hợp rồi thì mình sẽ bắt đầu cho chúng vào khuôn làm kem. Mình rắc một ít hỗn hợp xoài và nước ép xoài. Chỉ một ít thôi nhé các bạn. Và sau đó mình đổ hỗn hợp sữa dừa và yogurt. Các bạn đổ nhẹ nhẹ thôi cho chúng khỏi hòa tan vào nhau. Và tiếp tục chúng ta đổ lớp xoài và nước ép xoài. Và sau khi làm xong rồi thì chúng ta cắm cái cây que kem bằng gỗ vào. Và tương tự với 5 cái khuôn làm kem thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Và làm xong rồi thì chúng ta bỏ tất cả vào tủ lạnh. Chờ cho đến khi nào hỗn hợp này đông lại rồi thì bây giờ chúng ta rút ra. Chúng ta đã có một cái cây kem xoài yogurt rất là thơm ngon. Và cái món này ăn rất là ngon và mát lạnh đó các bạn. Mùi chua và ngọt của xoài và yogurt sẽ làm cho món kem này các bạn ăn và các bạn sẽ cảm giác rất là ngon miệng. Các bạn hãy làm món kem xoài yogurt này cho bạn bè và người thân của chúng ta ăn nhé. Cảm ơn các bạn. Nhớ like và subscribe nhé. Bye bye.